Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Clip này thì mình sẽ review về bộ skill của S cộng mới ở bản tiếng Trung Sẽ ra mắt vào tuần sau Đó chính là S cộng Zarode Một S cộng mang song hệ đó là bóng tối với cả cỏ họ này Và bộ skill của nó sau khi dịch xong Thì mình cảm thấy đây là một Pokemon thuộc dạng hỗ trợ Và bộ skill của nó thì cực kỳ là tốt này Dòng cuối thì cộng thêm 7,5% giảm thương Và duyên của nó đó có một Pokemon bậc S sẽ đi kèm ở trong sự kiện đầu giá, đó chính là con Gulot. Khi nào mà mình lấy thì mình sẽ review bộ skill của nó. Còn bây giờ thì mình sẽ review uh, bộ skill ở server Test của Zhaode. Với skill 1 của Zhaode thì nó sẽ tấn công lên đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 100% công vật lý. Và nó sẽ cướp của mục tiêu đó trong vòng 2 lượt đó là 10% 6 chỉ số chính với cả giảm thương. 6 chỉ số chính ở đây tức nghĩa là máu, này song công, song thủ với cả tốc độ. Với skill 2 của De thì nó cũng sẽ tấn công lên đơn mục tiêu với sát thương gây ra bằng 180% công vật lý và nó sẽ tiến đầu vào cái trạng thái ngụy trang trong vòng một lượt. Trạng thái ngụy trang này theo kiểu mà nó sẽ tạo ra một cái clone nào đó để có thể dạy là đỡ hộ những đòn tấn công mà nó nhận vào và clone này của nó thì nó sẽ bằng 50% máu gốc của De. và khi mà clone này bị đánh chẳng hạn ấy, thì De nó sẽ hấp thụ đó là máu của địch dựa theo 10% máu gốc. Cái này cũng tương tự giống như kiểu của cái khiên của con Uh, Kyurem ấy nó cũng sẽ có khả năng đó là hấp thụ máu của địch khi bị đánh và ngoài ra khi mà cái trạng thái ngụy trang này của giao kết thúc thì nó cũng sẽ hồi máu cho bản thân đó là dựa theo 30% số máu đã hấp thụ trong lúc trạng thái ngụy trang đó và kèm theo nó sẽ trói đi một địch trong vòng một lượt còn với skill 3 của giao đe thì nó sẽ tấn công lên đôi mục tiêu 400% công vật lý và nó sẽ liên kết chính nó với cả hai đồng đội hệ cỏ hoặc hệ bóng tối bên bạn với cả hiệu ứng đó là dây leo vĩnh cửu trong vòng hai lượt này dây leo vĩnh cửu nó sẽ có tác dụng đó là hồi luôn 20% máu và kèm theo đó là khi giao đe tăng thêm máu gốc thì nó cũng chia sẻ đều cho những đồng đội mà đang liên kết cùng với nó ở cái dây leo vĩnh cửu này bằng cách đó là hồi máu luôn cho những đồng đội đó luôn và cái lượng hồi máu chia sẻ nếu mà là đồng đội hệ cỏ thì sẽ tăng thêm 15%. Và khi đang có cái dây leo vĩnh cửu này thì hệ bóng tối khi đánh lên địch sẽ cướp đi 5% máu của địch. Thì Giao Đe, giải như bây giờ là một Pokemon hỗ trợ dành cho hệ cỏ với cả hệ bóng tối rồi này. Và kèm theo nó cũng sẽ đặt hiệu ứng đó là Phước Lành gỗ Thiên. Lên chính bản thân nó với cả hai đồng đội mà có sức tấn công cao nhất bên bạn trong vòng một lượt. Đây là một hiệu ứng đặc biệt không thể cộng dồn và cũng không uh, uh, bị hóa giải cái hiệu ứng phước lành gỗ thiên này nó sẽ tăng thêm đó là 20% tỷ lệ hút máu, 20% song công, 20% tỷ lệ kích, một cái bút cực kỳ là lớn của dao đe và kèm theo nữa là đòn skill chủ động khi nhận vào thì không vượt quá đó là 10% máu gốc. Một cái khả năng phòng ngự cũng rất là tuyệt vời và kèm theo là khi uống ứng này kết thúc thì tự mất đi 10% máu hiện có thì 10% máu hiện có bạn bị mất đi thì không bao giờ bạn bị chết đâu, kiểu như bạn đang có chỉ có 100 máu thôi thì bạn sẽ bị mất đi cùng lắm là có 10 máu, còn nếu bạn máu càng nhiều thì sẽ bị mất đi càng nhiều. Và sau khi ra skill 3, nếu bạn lên được 11 sao thì nó sẽ chọn đồng đội mà có cái máu thấp hơn bản thân thì nó sẽ ưu tiên ở hàng sau, nó sẽ chuyển máu của nó với đồng đội đó coi như tráo đổi máu lẫn, lẫn nhau và kèm theo nó sẽ hồi 20% máu cho đồng đội đó. Và ở trong lượt kế thì giao đe những cái sát thương nhận vào sẽ không vượt quá 30% máu gốc của bản thân nó. Thì dần dần tiểu dạng như là đây là một Pokemon thuộc dạng hỗ trợ rất là nhiều theo kiểu hồi máu nhưng mà có cái khả năng phòng thủ ngự cũng rất là tốt bởi vì là không mất quá 10% máu này, không mất quá 30% máu này thì đó là những cái mà phòng ngự của giao đè. Moes cộng mới bây giờ thì hầu như sẽ có ba cái phần nội tại thì mình sẽ giới thiệu về phần nội tại đầu tiên của nó đó là cái dây leo hút máu, nó sẽ có tác dụng đó là khi một đồng đội hàng trước nhận một đòn tấn công hoặc là địch nào bị chó chẳng hạn thì ngay tức đó là cái dây leo hút máu được tạo ra. Dây leo hút máu này nó sẽ có tác dụng đó là gây luôn một cái sát thương bẫy bằng 70% công vật lý của Zare lên ngẫu nhiên hai địch này và kèm theo đó nó cũng sẽ hấp thụ hai địch này đó là 5% máu hiện tại với cả giảm thương cuối cùng và sau khi hấp thụ xong thì nó sẽ chuyển cho bản thân nó với cả ngẫu nhiên một đồng đội trong vòng 3 lượt này. Ờ, à, một cái hiệu ứng kiểu đấy là nếu bạn đặt dao đây ở hàng trước hay là những Pokemon nào ở hàng trước mà cứ nhận đòn tấn công à, thì ngay lập tức là nó sẽ gây sát thương bẫy lên ngẫu nhiên hai địch luôn, một cái hiệu ứng theo dạng kiểu dạng như là cũng rất là bá luôn đấy. Và tiếp theo đó là khi mà cái lượng máu mà hấp thụ của địch mà vượt quá đạt được 60% cái lượng máu gốc của địch rồi ấy, thì ngay tức có một cái dây leo cỡ lớn nó sẽ tấn công lên toàn địch với sát thương gây ra bằng 280% đam bẫy này và kèm theo nó sẽ quấn chặt một địch hàng trước trong vòng một lượt đã hút máu của địch lại còn tạo dạng như là gây ra sát thương thì giao đe vẫn là một pokemon hỗ trợ này hồi máu này kèm theo nữa là gây sát thương rất là lớn và cái dây leo cỡ lớn này của dao đe nó sẽ cần một lượt để có thể hồi lại và kích hoạt lại lần nữa Nó sẽ làm của địch mất đi đó là 50% lương lượng khiên hiện có thì cái này cũng coi như là làm giảm bớt đi cái lượng khiên của con da magenta rồi và khi cái dây leo lại biến mất thì địch bị hiệu ứng nhận thêm đó là những cái sát thương nhận vào sẽ bị tăng thêm 20% trong vòng hai lượt này hiệu ứng tiếp theo ở phần nội tại của dao đe đó chính là cái dây leo bảo vệ khi dây leo lớn của giao đe xuất hiện được rồi thì ngay tức cũng có một cái dây leo bảo vệ xuất hiện để bảo vệ giao đe trong vòng hai lượt hoặc là khi mà giao đe bị đánh 6 lần thì nó cái dây leo này cũng sẽ biến mất. À, khi cái dây leo bảo vệ này xuất hiện thì ngay tức nó sẽ hóa giải được một cái khống chế dành cho giao đe. Và kèm theo nữa đó là cái dây leo bảo vệ này nó sẽ tăng thêm 50% tỷ lệ kháng khống chế với cả hiệu ứng mất lợi dành cho giao đe là một này, kèm theo nhận phước lành ngỗ thiêng uh, trong vòng một lượt thì các bạn biết rồi phương lành ngộ thiên mình vừa giới thiệu lúc nãy đó là tăng thêm đến 20 hút máu này song công này với cả tỷ độ kích này với cả những sát thương nhận vào không vượt quá 10 này 10 máu này rất là ghê và khi giao đe có cái dây leo bảo vệ này thì nó sẽ tấn công lên địch nào thì sẽ có 50 phần tỷ lệ làm địch đó bị trói trong vòng một lượt còn nếu mà bị đánh thì nó sẽ có 30 phần tỷ lệ làm trói địch đó cũng trong vòng một lượt này một Pokemon có khả năng khống chế cũng sẽ rất là tốt Nội tại thế tiếp của nó đó chính là cái cái gỗ thiêng, ờ, cứ 2% máu của nó mất đi thì nó sẽ tăng thêm 1% tỷ lệ hồi máu, nghĩa là máu nó mất càng nhiều thì tỷ lệ hồi máu càng cao, và sau mỗi lần tấn công của nó thì nó sẽ hồi máu cho bản thân dựa theo 30% số máu đã mất, cũng rất là ác luôn, ví dạng như là máu nó có một triệu này, nó đang còn lại có 100.000, thì nó đã mất đi 900.000 máu rồi thì hồi 30% số máu đã mất thì tầm khoảng chắc là 270.000 máu, Nói chung là một Pokemon có khả năng hồi máu cũng rất là tốt này Và khi nhận sát thương vừa vượt quá 15% máu gốc thì ngay tức nhận phương lành gỗ thiêng một lượt Lại có thể chống lại được những toàn tấn công mà theo kiểu vượt quá 10% máu của nó rồi Và cuối cùng là hiệu ứng khi 8 sao, một cái hiệu ứng cực kỳ là tốt này Theo mình cảm thấy thế, đó là cứ khi đồng đội nào bạn bên bạn mà nhận một cái sát thương trí tử Thì ngay tức đồng đội đó sẽ được giữ lại đó là 20% máu, coi như là một lần kháng tử rồi này Và... Nếu máu của đồng đội đó mà nhỏ hơn máu của địch có lượng máu cao nhất, cái này không áp dụng khi đấu với boss ở trong ải phiêu lưu nhé, thì nó sẽ hoán đổi lượng máu với cả kẻ địch đó, cái này rất là xui luôn đấy, nếu mà giả sử Mega Mewtwo X chẳng hạn này, lôi vào chế độ Sura thì trong lúc mà giao đe mà bị ở dạng bị tấn công một đòn chí tử, mất đi còn là 20% máu Thì nó sẽ hoán đổi luôn, ví dụ như đặt lên con Mega Mewtwo X thì cũng sẽ rất là cực kỳ là khó chịu luôn đấy, và Hiệu ứng này thì nó sẽ được kích hoạt hai lần trong một trận. Tuy nhiên là lần, lần kích hoạt này xong thì nó phải chờ đến ba lượt nữa để có thể kích hoạt lại. Vậy nên 8 sao của Giao đe cũng lại là một Pokemon có khả năng đó là uh, uh, tạo ra một cái kháng tử. xemin uh, đã có rồi này, Celebi rồi này. Bây giờ đến Giao đe nhưng Pokemon hệ cỏ thì hay có cái kháng tử. Hình nhận xét là Giao De uh, với bộ skill mình cảm thấy cực kỳ là tốt với cả có lẽ là hỗ trợ thì luôn luôn đi cùng với cả nhiều team và Giao đe thì đây là bộ skill khi mà trước khi chỉnh sửa Bởi vì là hầu như S cộng nào cũng sẽ có bộ skill mới ngay Khi mà bản tính chung cập nhật lại bộ skill mới của dành cho những S cộng cũ Hiện tại bây giờ thì chưa có cập nhật skill mới Vậy nên là giao đe với cả bộ skill như thế này rồi Nhưng mà sắp tới thì bộ skill này cũng sẽ không được bá giống như thế này đâu Nhưng mà cảm giác một S cộng mới thì hầu như bao giờ cũng sẽ tốt Và giao đe như các bạn thấy ở Đây là một cái trận đấu ở server test này Thì giao đe kiểu như là nó có khả năng hồi phòng ngự và hồi máu rất là tốt mà bạn có thể để lên hàng trên và nó sẽ hỗ trợ dành cho những đồng đội khác của bên bạn. hiện tại bây giờ thì bộ skill của nó chắc phải khi nào mà lấy thì mình mới có thể uh, test một cách rõ ràng hơn. Chứ còn bây giờ thì ở server test thì hiểu dạy như là nhiều lúc uh, bộ skill nó cũng chưa được hoàn chỉnh cho lắm và cũng có thể là vẫn đang bị lỗi ở một vấn đề nào đó. bởi vì là cái sợi dây liên kết của nó ấy, thì nó sẽ chủ yếu đó là liên kết với cả hệ uh, bóng tối với cả hệ cỏ thôi. nhưng mà dần dần về sau thì các bạn thấy ở trong clip này thì nó theo kiểu mà liên kết với cả rất là nhiều Pokemon khác Và Pokemon này theo kiểu mà Vừa rồi thì bộ đôi pháo đài dạ, Magina đã bị tử bởi con Mega Mewtwo bên kia Nhưng mà vẫn bị lỗi hình như là Zarude nó lại kiểu như là Chắc ở trong trạng thái ngụy trang thì không không liên kết gì lắm với cả cái um, Cái pháo đài hay sao ấy Hoặc là quan hay bị lỗi bởi vì nó không thì địch sẽ đánh vào con Zarude rồi Pháo đài thì đã bị tử rất là nhanh thì những con ở server test thì hầu như là kiểu gì nó cũng sẽ rất là bá đạo và đến khi mà bá đạo đến mức là dạng như là lỗi theo kiểu mà một đòn ulti vừa rồi chết đến ba bốn con ấy, thì chứng tỏ là theo kiểu mà đây là một trận đấu theo kiểu mà giao đe vẫn đang bị lỗi rồi thì đến khi mà nó thực hiện và thực sự mà ra ở server bình thường cơ thì nó mới có thể là lúc đó hết lỗi chứ còn một đòn kill vừa rồi chết ba bốn con thì đúng là bị lỗi thật Ok, hẹn gặp lại các bạn ờ, tuần sau khi mà giao đe mình lấy ở trong sự kiện đầu giá